Thưa quý vị, thời gian qua, mạng xã hội lan truyền các clip có nội dung về hình thức đào tạo bán hàng như đánh roi, bắn dây thun, hò hét kích động. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng hình thức đào tạo đội nhóm bán hàng như đánh roi, bắn dây thun, hò hét kích động có thể gây lệch lạc về nhận thức và tác động tiêu cực đến người chứng kiến. Trước đó, cuối tháng 9, video nữ tổng tài bắn dây thun vào cổ tay của nhiều cấp dưới trong sự kiện đào tạo của một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm đã trở thành hiện tượng mạng và nhận về nhiều chỉ trích. Không ít người cho rằng trò chơi đào tạo này là hành động gây đau đớn không cần thiết. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương, đây là hình thức hoạt động đội nhóm của các hệ thống bán hàng nhằm kích thích tinh thần, nhưng được thực hiện dưới các hình thức không phù hợp về tính chất giáo dục. Việc đào tạo này có thể gây lệch lạc về nhận thức và tác động tiêu cực đến cảm xúc, hành vi của người chứng kiến. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cho biết các hình thức đào tạo này cũng thường được sử dụng trong các mô hình kinh doanh đa cấp, biến tướng nhằm thao túng tâm lý, lôi kéo, dụ dỗ người tham gia, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về tinh thần, thể chất và thiệt hại kinh tế. Chính vì vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo người dân không nên tham gia vào các hoạt động đào tạo, huấn luyện có biểu hiện không tích cực để hạn chế rủi ro, thiệt hại về vật chất, tinh thần và pháp lý. Đồng thời lưu ý đến các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện các hội nhóm hoạt động theo các hình thức tiêu cực như trên, có biểu hiện kinh doanh đa cấp, trả thưởng theo mô hình đa cấp để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Thưa quý vị, chưa bàn đến khả năng bán hàng, thì sau những màn dây thun bắn vào tay, chắc hẳn những người tham gia đào tạo theo phương pháp lạ đời này sẽ phải hứng chịu sự đau đớn, thậm chí cơ thể bị tổn thương. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo để tránh bị lôi kéo vào các hoạt động có nguy cơ làm tổn hại thể chất lẫn tinh thần.